các bạn đã biết gì chưa? Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, khi mà các bạn mua laptop sở hữu Windows 11 kèm Microsoft Office bản quyền tại Hacom sẽ tiết kiệm được đến 800.000 đồng. Và hệ điều hành Windows thì cũng đã quá quen thuộc rồi, không thể thiếu trong công việc này, học tập và giải trí của tất cả các bạn. Và Windows 11 cũng là nơi để thỏa sức sáng tạo. Thế nên đừng bỏ lỡ ưu đãi giảm đến 800.000 đồng khi mua laptop kèm Office tại Hacom nhé. Vậy thì còn chờ gì? Hãy nhanh chân đến tất cả các showroom của Hacom trên toàn quốc hoặc truy cập tại website hacom.vn để được biết thêm chi tiết nhé.